À, các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và một góc về lựa chọn nhân sự của Đảng. Một bài viết của Thanh Hiếu Bùi, tức người buôn gió. Thứ trưởng Công an Bùi Văn Nam được kiêm giữ chức Thủ trưởng Cơ quan Điều tra An ninh vào ngày 10 tháng 8 năm 2018. Trước đó vài ngày, Nguyễn Xuân Phúc ký lệnh giải thể Tổng cục An ninh. Như vậy, Bùi Văn Nam gần như là người đứng đầu cơ quan an ninh Việt Nam. Tướng Nguyễn Chí Thành, người giữ chức Tổng cục trưởng An ninh, chờ ngày về hưu. Phó của Bùi Văn Nam là Thiếu tướng Lý Anh Dũng. Dũng được cất nhắc từ sau Đại hội 12. Bùi Văn Nam cũng tương tự như vậy. Ở Đại hội 12, Nam không được Đại hội bầu vào Trung ương Đảng vì quá tuổi. Lẽ ra Nam phải về hưu, nhưng khi Đại hội đã bầu xong Ban chấp hành Trung ương và đã bầu ra Bộ Chính trị, Tổng Bí thư quá tuổi tái nhiệm trong trường hợp đặc biệt, Nguyễn Phú Trọng đã chỉ định bổ sung thêm một số ủy viên Trung ương, trong đó có Bùi Văn Nam và Uông Chu Lưu, Đỗ Ba Tị và Huỳnh Phong Chanh. Nhưng Chanh không được xét. Trong bốn trường hợp này, lẽ ra ông Đỗ Ba Tị là suất được bầu vào Bộ Chính trị để kiêm chức Bộ trưởng Quốc phòng. Việc ông trở thành được vớt vào ủy viên trung ương là tương đương với việc phế truất ông Huỳnh Phong Chanh, bị buộc phải nghỉ hưu sau Đại hội 12. Việc hai người này được vào trung ương như một biện pháp mặc cả để Bùi Văn Nam và Uông Chu Lưu vào cùng. Kể từ khi vào thì Bùi Văn Nam, Uông Chu Lưu đều được vây cánh nâng đỡ để có thực lực. Còn Tị và Chanh đưa vào vòng cô lập và tiến tới loại bỏ ngay trong nhiệm kỳ như Huỳnh Phong Chanh. Ông Uông Chu Lưu, người Hà Tĩnh, trong số 16 người Hà Tĩnh lọt vào Trung ương khóa 12, các ủy viên Trung ương Hà Tĩnh giữ những chức vụ quan trọng là Trần Cẩm Tú, Nguyễn Thanh Bình, Uông Chu Lưu, Trần Hồng Hà, Võ Trọng Việt, Lê Minh Hưng. Đây là lý do mà tại sao vụ thảm họa Formosa tại Hà Tĩnh được bịt bằng mọi giá, bởi hầu hết những ủy viên Trung ương Hà Tĩnh đều được hậu thuẫn vào Trung ương bởi sự đồng lõa để Formosa chiếm giữ vị trí chiến lược của Việt Nam. Uông Chu Lưu cũng là người lớn tiếng đòi triển khai các dự án đặc khu ở Việt Nam, đặc biệt là dự án Vân Đồn là điểm chiến lược. Trở lại với Bùi Văn Nam, ông ta không phải gốc Hà Tĩnh nhưng lại được một số người gốc Hà Tĩnh là Trương Tấn Sang dựng lên đẩy vào Trung ương. Cũng phải nhắc trước có đoạn thời gian của Nam là làm thư ký kiêm trợ lý cho Bộ trưởng Công an Lê Minh Hưng. Hưng là người Hà Tĩnh, bố của Thống đốc Ngân hàng Lê Minh Hưng bây giờ. Thời gian phục vụ cho ông Hưng là bàn đẩy để Trương Tấn Sang đưa Nam vào Trung ương Đảng. Nam sinh năm 1955, đến nay đã 64 tuổi. Việc bổ nhiệm Nam vào chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra, một chức vụ gần như quản lý ngành an ninh Việt Nam ở độ tuổi này, là một dấu hiệu lớn về việc sắp xếp nhân sự của Bộ Chính trị. Liệu có khách quan và công bằng hay không khi nhiều người trẻ hơn Nam đã phải về hưu khi vừa tròn 60 tuổi hoặc không được bổ nhiệm thêm vì quãng tuổi 58 với lý do độ tuổi không bảo đảm đủ nhiệm kỳ? Hay đây lại là một trường hợp do hoàn cảnh như trường hợp Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước? Bộ Công an đang được ca ngợi rằng tinh giản biên chế, cắt giảm cơ cấu. Nhiều tướng lĩnh chưa đến tuổi về hưu đã nạp đơn xin nghỉ hưu sớm để ủng hộ việc sắp xếp tinh giản bộ máy. Vậy, trường hợp Bùi Văn Nam có phải là vết sạn trong ngành này không? Không những một lần trước quá tuổi được Bộ Chính trị bổ sung vào Trung ương, lại đến lần này như vậy. Trong quãng thời gian Bùi Văn Nam rời khỏi Bộ Công an để làm bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, đó là quãng thời gian phong trào phản kháng sự xâm lược của Trung Cộng phát triển mạnh nhất. Đến năm 2013, Nam trở lại Bộ Công an làm thứ trưởng. Lúc này xuất hiện bọn dư luận viên phá rối phong trào chống Trung Cộng và những đợt trấn áp triệt tiêu dứt điểm phong trào chống Trung Quốc. Cùng với sự gia tăng kiểm soát quyền lực ở ngành công an của Bùi Văn Nam,
cũng là thời kỳ mà những nhà đấu tranh dân chủ bất đồng chính kiến bị bắt bớ nhiều nhất trong vòng 20 năm qua. Có những năm con số lên tới vài chục người. Không chỉ số lượng bắt bớ gia tăng mà cả mức án cũng tăng theo tỷ lệ từ 3 đến 4 lần. Hôm nay hội nghị công an toàn quốc có sự tham gia của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng là trưởng ban nhân sự Đại hội 13, Phạm Minh Chính trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, Bùi Văn Nam 64 tuổi trên chức danh mới được bổ nhiệm đã đọc những lời sắt máu bảo vệ Đảng và kiên quyết trừng trị làn sóng tự do dân chủ ở Việt Nam. Đặc biệt nhấn mạnh những đối tượng lợi dụng tự do dân chủ phá hoại bang giao quốc tế của Việt Nam, cần hiểu đó là quan hệ với Trung Quốc. Điểm lại những nhân tố Hà Tĩnh trong Trung ương Đảng đều có những yếu tố mang lợi cho Trung Cộng như đẩy mạnh các hoạt động nhằm ý đồ Việt Nam lệ thuộc vào Trung Cộng mọi mặt, từ kinh tế đến văn hóa và biên giới như Võ Trọng Việt, Uông Chu Lưu, Lê Minh Hưng, Trần Hồng Hà và hành động Nguyễn Thanh Bình, Trần Cẩm Tú loại bỏ. Thanh trừng kỷ luật những quan chức có thái độ chống Trung Quốc, cùng với một người không Hà Tĩnh nhưng do phe Hà Tĩnh dựng lên là Bùi Văn Nam đang chấn áp phong trào thoát Trung từ phía người dân. Chúng ta nên đặt câu hỏi phải chăng Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện lệnh của Trung Cộng để đưa những nhân tố thuần phục Trung Cộng vào Trung ương, hoặc ngược lại những nhân tố Trung Cộng đưa vào Trung ương đã khống chế, bao vây để điều khiển Nguyễn Phú Trọng phải thực hiện ý đồ của phe phái mình. Cho dù thế nào đi nữa, thì sự lớn mạnh của phe Hà Tĩnh thân Trung Cộng cũng là sự hủy hoại chủ quyền, dân chủ của đất nước Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng kêu gọi lực lượng công an không bị sa ngã trước sự mua chuộc lôi kéo của các phần tử xấu, lợi ích nhóm trong phát biểu ở Hội nghị Công an toàn quốc. Đây là một phần trong phát biểu khai mạc hội nghị hôm 3 tháng 1. Ông Trọng nhấn mạnh công an cần nỗ lực để không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ông cũng khẳng định phải bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công an, nhân dân. Trong diễn văn, Tổng Bí thư nói, thực tế cho thấy việc xử lý nghiêm một số cán bộ có sai phạm không hề làm giảm vị thế, uy tín của công an như có người lo ngại, mà ngược lại, càng khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, bản lĩnh, sức mạnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao uy tín của lực lượng công an nhân dân. Hồi tháng 12, Việt Nam đã khởi tố nguyên Thượng tướng Công an Trần Việt Tân và Trung tướng Bùi Văn Thành đều từng là Thứ trưởng. Đánh giá cao thành tích ngành công an năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng nhận xét công an đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ gắn với đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ huy ở tất cả các cấp. Nhân hội nghị, trang web Bộ Công an Việt Nam công bố 10 kết quả nổi bật của ngành công an trong năm 2018. Trong đó, bộ này nói họ đã tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm cấp trung gian. Ngoài ra, Việt Nam vẫn ổn định chính trị, không để tình hình tổ chức chính trị đối lập, mà trong đó có đóng góp to lớn, quan trọng của ngành công an. Năm 2018, Công an Việt Nam đã điều tra khám phá gần 45.000 vụ vi phạm pháp luật hình sự, đạt tỷ lệ 82,32%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 12,32%, cao hơn 1,9% so với năm 2017, đã triệt phá gần 3.000 băng nhóm tội phạm. Sau khi Hội nghị Công an toàn quốc bế mạc ngày 4 tháng 1, Bộ Công an cũng tổ chức họp báo đầu năm vào chiều cùng ngày. Tại đây, Thứ trưởng Công an Bùi Văn Nam có nói về việc tinh giản bộ máy của Bộ. Ông Nam đã được dẫn lời, đến nay Bộ Công an không còn 6 cấp tổng cục, giảm 55 cấp cục, giảm gần 300 cấp phòng địa phương, giảm hơn 20 đơn vị phòng cháy chữa cháy, hơn 500 cấp phòng và gần 1.000 cấp đội. Tiểu sử ông Bùi Văn Nam, sinh năm 1955, quê quán xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông là phó giáo sư tiến sĩ chuyên ngành luật,
từng theo học khóa 4 Đại học An ninh Nhân dân hay là Học viện An ninh Nhân dân năm 1972 đến năm 1977. Tốt nghiệp loại xuất sắc, ông về công tác tại Cục A13, tên cũ của Cục Tình báo, lần lượt trải qua các chức vụ phó phòng, trưởng phòng, phó tổng cục trưởng phụ trách công tác chính trị và tổ chức. Những năm sau đó, ông về trường tình báo làm trưởng khoa, sau đó ra làm phó tổng cục trưởng, tổng cục trưởng tổng cục 5 và được bổ nhiệm làm thứ trưởng công an năm 2008. Cùng năm, ông được phong hàm trung tướng. Ngày 4 tháng 8 năm 2011, ông được điều động về làm bí thư tỉnh ủy Ninh Bình. Ngày 5 tháng 8 năm 2013, ông lại được điều động trở về chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Ngày 22 tháng 10 năm 2013, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa 11. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình kế tiếp của chúng tôi.